vào cứu mình. Làm cho Sephiroth té cái mình đẩy lại, biết được không? Nữa té nha, không vui nha. Ôi ta slash mình đang rất là cẩn trọng, vậy mà nó không chém mình. Đẩy xuống yếu xìu. Ê trời, lúc mình bỏ thủ ra thì nó lại chém mình, đúng hay luôn. Vậy vô xe mình được hồi máu, mình được lên cấp rồi, mình được hồi máu thêm cái nữa, break hết trơn. Ngon. Hay quá, hay quá. Genesis sẽ đẩy lùi Sephiroth lại đi. Đúng rồi đó. Level 5 đi. Yes. Show me the true power of soldier. Mind your own business. Lần này Sephiroth giống như là tính ra cũng không có ai nhiều người mà đánh bại được Sephiroth, chỉ có Zack và Cloud. Tính ra là cũng hai vị hãnh diện. Ui. Nữa. Cái đậu phộng này. Tao bật nga. Trời ơi, nó ép mình quá trời luôn man. Hồi máu lại. Rồi, hết vui rồi. Hết vui rồi mấy bạn. Mình nghe mình thua quá. Mình phải chơi vậy thôi, đếm thôi. Man. Mình ghê quá, mình sợ quá. Đừng vậy mà Sephiroth. Đừng ép em nữa. Em đau, em sợ. Kiều thú ra có làm được cái gì đâu trời. Ifrit không có được cái gì hết đó. Hai cả sáu thôi. Ê được á. May quá vậy. Và nói là game này cái vận may đến với mình quá trời. Rớt cái kiếm rồi. Quá trời không. Đù.
Cái kiếm rớt thẳng xuống. Nhạc hay ghê. Ha! Cloud! Trời ơi, sức mạnh đúng phi thường luôn, cầm được cái kiếm luôn. Đu, 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 đu. À. Đâm cả mẹ lẫn con luôn á. Ồ không, không, đâm trúng Severus thôi. Cloud đâm chúng. Cloud bảo vệ Tifa. Oh man. Đẹp trai la láng. Mặt bún ra sữa luôn, công nhận. Sau khi đâm anh ấy xong, anh ấy bước ra và chăm sóc cô gái. Và nạn nhân thì từ từ mang theo cái đầu của mẹ nạn nhân ra. Hung thủ vẫn cứ nhìn hung nạn nhân. Bạn của hung thủ thì bảo là hung thủ hãy giết nạn nhân đi, giết cho nó xong đi. Mình nói ngược lại hết. Đó là lần đầu tiên Cloud sử dụng cây Buster Sword này. Sephiroth! Dặn vô chổng luôn. Bạn thấy cái đầu của Genova nữa chứ? Bạn thấy cái bộ não của bà không? Cái cảnh này quen quen. Ủa không, 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 mình chơi lại một lần rồi mình mới nhớ cái cảnh này. What the fuck? Không. Impossible. Nâng ngược anh Sephiroth. Căng vải lúa. Áo diệu. Ấu phỏng đó. Wow. Rồi, trượt xuống luôn, hết đẹp trai luôn. Cloud. Cloud. You did it. Em đã làm được rồi. Wow. Ủa, ông Hojo nè. Thằng này hay đó, hay đó. Nó sẽ là cái vật thí nghiệm của ta. Cloud trở thành vật thí nghiệm của ông Hojo. Nói chung là bây giờ mình bất tỉnh rồi, mình bị đưa đi làm, đi đưa đi vô cái phòng thí nghiệm của ông Hojo để làm thí nghiệm lại nữa. Và bây giờ mình có thể kể cho các bạn cái cốt truyện là ok, ngừng ở đây chứ. Sở dĩ Cloud có sức mạnh phi thường sau khi cái sự kiện này xảy ra, đó là vì Cloud sẽ được ông Hojo thí nghiệm trong nhiều năm. Và tính ra lúc trước mình nói, tính ra Cloud có ngang ngửa với Soldier First Class, nhưng Cloud không phải là Soldier. Và Cloud biết nhiều về Soldier. Người ta có hỏi ở trong Final 7 có hỏi, tại vì trong cái sự kiện này Cloud được thí nghiệm, Cloud quen với Zack và được kể chuyện. Đó là lý do tại sao mà Cloud mạnh ngang ngửa Zack. Và tại sao mà thêm nữa mình sẽ kể tiếp nào. You call yourself soldier. Anh gọi anh là soldier. You tarnish the soldier name. Em làm vậy. Gì vậy? Ủa sao Angel ở đây? Angel chết rồi mà.
Ủa cái gì? Wow. Em làm váy bẩn, váy đục cái tên của em, Soldier. Ở nhà đó, giờ mình giống như mình